Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với series mỗi tuần một tiết về background. Và chuỗi series này sẽ phát hành độc quyền trên group Background Environment Painting. Và mình là admin già dơ của group ngay từ thời điểm mới thành lập. Thì cái giá trị của group chúng ta nên là mình muốn những cái chia sẻ và những cái tip sẽ đi theo một cái lộ trình rõ ràng và nó bài bản một xíu, thì mọi clip sẽ được update ở trên channel của mình, thì các bạn có thể subscribe để theo dõi những cái video mới nhất phục vụ cho những cái tip mà phục vụ cho background. Đặc biệt là chúng ta chỉ phục vụ cho vẽ background cũng như là environment. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tip thần thánh, và những bạn có lẽ là phần lớn những bạn beginner sẽ rất là quan tâm. Thì đây là chúng ta sẽ đến với series làm chủ cái bộ brush căn bản của Photoshop. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn demo nó ở cái brush tròn căn bản, vì nếu mà hướng dẫn đầy đủ và tổng quan thì nó sẽ là clip khá là dài, nó sẽ vào tầm khoảng 1 đến 2 tiếng và các bạn sẽ không có nhiều thời gian để xem nó. Thì hôm nay mình sẽ demo nó ở cái brush tròn, thì nó sẽ phục vụ cho background ha. Thì brush tròn thì các bạn mình rất hay ứng dụng cái cây brush tròn này để vẽ. Thì khi các bạn vẽ đến một thời gian mà các bạn có thể làm chủ được brush cũng như là nét vẽ, thì các bạn có thể dùng cái cây brush tròn này để xử lý những cái bức background như thế này. Ví dụ như ở đây thì mình dùng brush tròn để xử lý những phần ánh sáng hoặc là những cái bọt tuyết như thế này. Đó. Hay là các bạn có thể xử lý những cái phần ánh sáng tỏa lên những cái vật thể và làm cho cái nét nó tự nhiên, đánh những cái nét tự nhiên bằng cái chỉ cần cái brush tròn thôi. Chúng ta có thể chỉnh sửa và mix nó ở trong thầu nhất. Hầu hết chúng ta có thể xử lý trong cái phần công cụ brush này. Thì bắt đầu bài chia sẻ ngày hôm nay, thì đây là những chia sẻ mang tính chất là tương đối từ những cái gì mà mình ứng dụng được, và những cái gì kiến thức của mình thì luôn luôn là ứng dụng ở trong thực tế. Sau đó mình sẽ kết hợp với những kiến thức mà mình tìm được ở trên những nguồn tham khảo trên Google hoặc là những cái asset khác. Ok, thì bắt đầu chúng ta sẽ để cho mình hai cái công cụ ở đây. Thì đầu tiên khi chúng ta mở cái phần thanh công cụ brush là cái thanh các bạn có thể ấn vào đây, hoặc là các bạn có thể ấn vào nút chuột phải ở trên con chuột máy tính của mình, hoặc là cái nút ở trên cái bảng Wacom á, cái bút Wacom của mình, chúng ta sẽ ấn một trong hai cái nút đấy. Thì mặc định hình như là nó là cái nút phía trên á, thì các bạn ấn lên thì nó sẽ hiện cái bảng công cụ này lên. Thì để ý đầu tiên cho mình là phần đầu tiên là size, thì cái size này chính là cái size của cái brush, các bạn để ý nha. Thì mình sẽ kéo cái phần size brush này nhỏ hoặc là to lên, thì nó ở đây, ví dụ ở đây thì nó khoảng 33 pixel. Pixel ở đây có nghĩa là điểm ảnh của một cái background. Thì mình kéo to ra, kéo to lên, kéo nhỏ lại, thì cái brush nó sẽ nhỏ lại. Đây là cách thủ công, mình sẽ hướng dẫn những cái công cụ này để chúng ta hiểu. Rồi mình kéo to lên nữa, kéo to lên nữa, thì nó sẽ chạy dài từ 0, từ 1 pixel cho đến 5000 pixel, thì tùy cái kích thước của cái brush và các bạn mong muốn. Đây là công cụ cái nozzle size của brush ở trong Photoshop. Thì tiếp theo sẽ là cái phần hardness. Cái phần hardness này là cái khi mình ứng dụng thì mình ứng dụng nó là cái độ cứng của cây brush. Như các bạn sẽ thấy là mình sẽ ứng dụng cái cây để mình bật cái này làm sao cho nó dễ nhìn hơn ha. Rồi cây này thì khi ở 100% thì cái nét nó sẽ cứng như thế này nè các bạn. Rồi khi ở 100% thì cái nét nó sẽ cứng như thế này nhá. Rồi bây giờ mình kéo nó về khoảng 50% này, thì cái nét nó bắt đầu mềm đi rồi này, các bạn để ý sẽ thấy. Rồi cái nét rớt nó mềm đi. Rồi khi mình kéo xuống khoảng 20% thì bây giờ cái nét nó rất là mềm rồi. Rồi khi mình kéo nó xuống 0% luôn thì bây giờ cái nét nó là rất rất là mềm.
Thì tùy vào cách các bạn ứng dụng nó để làm gì. Ví dụ như khi chúng ta vẽ vải thì bắt buộc là phần lớn là chúng ta sẽ phải vẽ những cái nét mềm như thế này. Còn những cái nét cứng này thì để sketch hoặc là vẽ những cái vật thể nào như kim loại thì nó đòi hỏi cứng. Đấy, đầu tiên là hồng cụ size, đầu tiên là size. Thứ hai là hardness thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó mức tương đối mà chúng ta mong muốn. Đây là độ cứng 100%, độ cứng này 0%. Đấy. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ note một số phần ở đây. Chúng ta sẽ bật cái công cụ. Và chúng ta sẽ đến cái phần opacity đi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái opacity. Opacity là cái độ trong và độ đục của cây brush. Cái độ xuyên thấu của cây brush ấy. Thì bây giờ mình sẽ giảm nó còn khi chúng ta sẽ ứng dụng ở trên thực tế luôn. Thì khi 100% opacity thì nó có dạng như thế này. Thì nó sẽ không hề có độ xuyên thấu và nó sẽ là một cái brush đặc luôn. Rồi khi chúng ta giảm nó còn khoảng 50%. Thì 50% các bạn có thể đánh trực tiếp ở trên này là 50% rồi ấn nút Enter. Thì nó sẽ trở về nút 50% như thế này. Hoặc là chúng ta có thể dùng phím tắt. Phím tắt ở đây thì chúng ta có thể ấn số 5 ở trên bàn phím. Bất kể là bàn phím bên trên hay là bàn phím ở bên tay phải thì đều được cả. Thì ví dụ mình ấn số 5 nhá, thì nó sẽ trở về 50%. Số 1 sẽ là 10%, số 5 sẽ là 50%. Thì tùy các bạn ấn chọn số như thế nào. Đấy, thì khi mình ấn 50% thì chúng ta kéo thì cái độ xuyên thấu của nó chỉ còn khoảng 50% nữa thôi. Thì bây giờ mình giảm xuống còn 20% đi. Thì bây giờ nó đã rất là mờ rồi nè. Rồi giờ còn khoảng 10%. Rồi hầu như là gần như là không nhìn thấy nữa rồi. 5%. Đây các bạn để ý, các bạn sẽ biết tới cái công cụ này và sau đó chúng ta sẽ ứng dụng nó. Thì nếu mà chúng ta muốn nó rõ hơn thì bắt buộc chúng ta phải đánh nó hai nét chồng lên nhau. Nếu mà chúng ta để ở chế độ này. Rồi, hai nét chồng lên nhau, rồi chồng thêm một nét nữa, chồng thêm một nét nữa. Thì càng chồng thì nó sẽ càng đậm lên. Bạn để ý thấy không? Này, chúng ta cứ chồng lên, nó đã đậm lên một lớp nữa. Rồi, song song với công cụ opacity thì chúng ta sẽ có công cụ flow. Công cụ flow này mình để ý là có rất nhiều bạn là quan tâm cái công cụ flow này, tác dụng của nó là cái gì. Thì mình sẽ giải thích nó một cách đơn giản. Thì công cụ flow giống như là cái nó trở về giống như là cái công cụ bút, giống như khi là chúng ta vẽ bút chì trên giấy á các bạn. Thì lấy ví dụ nha, giống như là nó là cái lượng mực á. Khi mà các bạn ở bảng Wacom thì nó có một cái bút gọi là bút phun mực, thì nó khá là giống cái công cụ này. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Thì flow khi mà mình 100% thì nó sẽ ở dạng như thế này. 100% này, đúng không? Rồi giờ mình giảm flow xuống còn khoảng 50%. Ha. Mình sẽ đánh này. Cái follow này hôm nay sao mướt vậy? Cái flow này là cái độ liên tục của cái nét brush đó các bạn. Để các bạn để ý nè. Đầu tiên, tác dụng đầu tiên nó dễ hiểu nhất khi chúng ta ứng dụng vẽ background thì nó là độ liên tục của cái brush này. Đó, các bạn để ý này. Khi mình để 100% thì nó sẽ như thế này. Nhưng mà khi mình giảm nó còn khoảng 50%. Đó, 50% nó. Thì nó sẽ dạng thế này, đúng không? Rồi giờ mình giảm nó còn khoảng 20% thì nó sẽ như thế này. Rồi khoảng 10% nó sẽ như thế này. Đấy, đó là cái chúng ta trực quan chúng ta ứng dụng nó. Thì bây giờ có một cái nốt khác thì đó là cái lượng mực trong một lần vẽ của chúng ta. Thì mình lấy ví dụ này, cái ở cái mức khoảng 50% đi. 50%. 50, enter.
Rồi mình sẽ đánh này, mình sẽ kéo một đường nhá, từ trái qua phải. Đấy, bây giờ mình không bỏ cái bút ra khỏi cái bảng vẽ. Nghĩa là cái bảng mình không có nhấc cái bút ra khỏi bảng vẽ nha. Là chúng ta vẫn giữ nguyên, chúng ta vẫn đi nguyên một nét, giống như là khi chúng ta di cái bút chì vào cái đường liên tục á. Nè, mình sẽ di ngược trở lại này. Di tiếp. Có nghĩa là các bạn sẽ hãy tưởng tượng như thế này, giống như là khi chúng ta vẽ một cái, chúng ta vẽ bằng vẽ lên giấy bằng cái bút chì 2 đến 3B á, cái bút chì đấy thì nó sẽ cần thì nó sẽ đánh lên như thế này. Thì cái nét nó khá là mờ. Vậy nên là chúng ta muốn là cái nét nó đậm dần lên khi ví dụ như khi chúng ta nhấn những cái đường line á, thì chúng ta sẽ phải quẹt đi quẹt lại. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ không nhấc cái bút lên nha. Như bên Obacity thì chúng ta phải đánh nhiều lớp, một lớp, hai lớp, sau đó chúng ta bỏ cái bút ra, đánh thêm một lớp, bỏ cái bút ra, đánh thêm một lớp. Nhưng mà ở công cụ Flow này chúng ta sẽ kéo qua, di qua, di lại, di qua, di lại. Thì càng di á, càng quẹt đi quẹt lại thì cái nét nó càng đậm. Thì cái này rất bổ ích ở trong ứng dụng, nếu chúng ta ứng dụng nó để sketch đó các bạn. Ví dụ chúng ta sketch, sketch một cái gì đó. Ví dụ sketch cái nhà đi đó. Thì chúng ta có thể nhấn rồi chúng ta tô đi tô lại kiểu như thế này. Thì công cụ Flow này sẽ rất là hữu dụng ha. Đó, để chúng ta có thể kiểm soát cái độ đậm nhạt của cái cây brush này. Thì chúng ta có thể dùng nó để sketch ở những cái bức background đầu, ở bản demo sketch của nó thì nó rất là hữu dụng. Như vậy thì đây là cái công cụ sơ sơ về Flow, thì các bạn có thể thực hành ở trên cái máy của mình, rồi sau đó các bạn sẽ đúc kết cho riêng mình. Thì đây thì mình sẽ giới thiệu cái phần công cụ này để các bạn làm chủ nó thôi. Rồi tiếp theo là cái công cụ là chúng ta tăng giảm cái kích thước của cây brush tròn này. Thì tăng giảm ở cây brush thì chúng ta sẽ có hai cách. Cái cách đầu tiên là các bạn giữ cho mình phím alternate ở trên cái bàn phím á nha, alternate kèm với bấm, chúng ta sẽ bấm nút ở trên cái cây bút Wacom á, là chúng ta sẽ ấm, mình sẽ bật cho bạn Wacom trực quan để cho các bạn xem. Thì cái bản Wacom nó sẽ ở cái đâu rồi nhỉ, cái bút đó nhỉ. Nói chung là chúng ta sẽ bấm cái nút ở trên bảng Wacom thì nó sẽ có một nút lồi ra. Thì chúng ta sẽ bấm cái nút ở bên trên á, hoặc là cái nút bên dưới, tùy các bạn điều chỉnh và các bạn Wacom thôi. Thì chúng ta sẽ ấn kết hợp nút alternate và cái nút đấy chúng ta kéo lên. Chúng ta kéo qua phải là to ra, kéo qua trái là chúng ta nhỏ lại cái cây brush, kéo qua phải to ra, kéo qua trái nhỏ lại. Nghĩa là chúng ta giữ tổ hợp phím alternate, chúng ta giữ cái nút ở trên cây bút Wacom và chúng ta kéo qua phải thì nó to ra, kéo qua trái thì nó nhỏ lại, chúng ta không thả ra nhé. Nè, kéo to ra. Trong quá trình mình vẽ thì mình sẽ sử dụng như thế này thì mình sẽ linh động trong quá trình mình vẽ background hơn, và cái tốc độ vẽ mình sẽ cao hơn là mình ấn trực tiếp trên bàn phím đó. Nên các mình sẽ kiểm soát cái cây brush rất là nhanh. Rồi cái cách hai thủ công hơn như các bạn thường sử dụng thì chúng ta sẽ ấn cái phím ngoặc của cái trên bàn phím á, ngoặc vuông á, ngoặc vuông bên trái và ngoặc vuông bên phải. Thì ngoặc chân bên trái thì nó sẽ nhỏ lại, và ngoặc vuông bên phải nó sẽ to ra như thế này. Phải này, trái này, mình sẽ ấn tạch. Đó, to và nhỏ và rớt. Rồi, ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một số cái công cụ khác, là cái công cụ xem lại cái phần note của mình. Công cụ Pen Preset hả? Cái công cụ Pen Preset này thì nó chỉ dành cho cái những ai mà đang sử dụng cái bảng Wacom thôi. Wacom thì tất cả các hiệu đều có thể sử dụng cái công cụ Pen Preset này. Công cụ Pen Preset này thì nó chính là cái lực nhấn của Wacom bạn. Cái độ nhấn và cái lực nhấn thì các bạn khi các bạn mua cái bảng Wacom thì ở trong cái phần mô tả của bảng Wacom thì nó sẽ giới thiệu cái phần lực nhấn của bảng Wacom đó là bao nhiêu. Thì ở đây mình đang sử dụng cái bảng Wacom Intus Pro thì cái phần lực nhấn nó sẽ ở trong này. Mình sẽ điều chỉnh nó về cái phần minimum của cái phần shape dynamic, và trong này là pen preset thì nó sẽ có ở đây. Ở đây cũng có cái phần note ở pen preset, cái phần CC mới có. Còn đây thì chúng ta sẽ bật cái công cụ S5 là cái công cụ của thanh brush lên.
Rồi, nó sẽ có phần công cụ thành brush thì chúng ta sẽ tích vào phần ô này. Thì chúng ta sẽ đánh cái phần này, khi chúng ta ấn nhấn nhẹ thì nó sẽ ra cái nét nhỏ, nhưng mà khi chúng ta nhấn càng mạnh thì cái nét nó càng to ra. Đó, càng mạnh thì càng to ra, rồi chúng ta thả ra, chúng ta nhấn nhẹ lại thì nét nó nhỏ lại. To ra, nhỏ lại, to ra, nhỏ lại. Đấy, như vậy thì công cụ nó lại như thế. Mình sẽ thử lại này. Mình sẽ nói lại một lần nhé. Chúng ta bật cái công cụ F5 lên, sau đó sẽ có phần Shape Dynamic với công cụ Pen Reset. Cái công cụ này sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cái brush và nó dành cho bảng Wacom. Còn cho chuột thì nó không có sử dụng được. Hay là các bạn sử dụng trên iPad thì mình không có rõ. Mà cái này là ứng dụng cho các loại bản điện tử. Rồi, mình sẽ lực nhấn của mình. Khi mình nhấn nhẹ này thì cái nét nó sẽ rất là nhỏ. Các bạn để ý này, cái vòng tròn của cái brush rất là to, nhưng mà cái nét mình đánh rất là nhỏ. Rồi, mình sẽ nhấn càng ngày càng mạnh lên. Rồi, mạnh hơn nữa. Đây, bây giờ mình có là những cái nét từ nhỏ tới to rồi. Thì cái này chúng ta sẽ rất dễ kiểm soát trong quá trình chúng ta vẽ các bạn. Đây, cái này thì các bạn biết tới và các bạn ứng dụng thôi. Thông thường bao giờ vẽ mình cũng có sử dụng cái công cụ này cả. Rồi, mỗi cái loại bảng thì có cái bộ lực nhấn khác nhau, mà nó có ổn định hay là không. Thì cái bảng càng tốt thì cái phần lực nhấn nó càng cao và nó càng ổn định, nó sẽ không bị lỗi. Mà những cái bảng các bạn nếu mà mua nó hơi gọi là cái phiên bản dành cho những cái phiên bản bảng vẽ mà giá thấp á, thì nó sẽ bị lỗi nhiều về phần driver này. Rồi, ok, thì đến tiếp theo là công cụ spacing ở trong phần brush. Cái phần spacing này thì các bạn để ý cho mình là nó nằm trong phần brush tip set. Brush tip set nó nằm trong phần này. Thì mình sẽ trở về cái bộ brush, cái cây brush căn bản là cái brush tròn ở trong bộ brush căn bản. Thì bây giờ các bạn để ý cho mình là ở trong cái phần brush này thì nó sẽ hiện cả ba phần công cụ. Thứ nhất là phần size. Đó, phần size của brush. Rồi, to lên. Rồi, ngoài ra thì nó ở đây nó cũng hiện phần hardness nữa. Hardness thì cái độ mờ và cứng của brush này. Các bạn thấy cái phần hình ảnh demo ở bên dưới này. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái công cụ mới, đó là spacing. Spacing này chính là cái khoảng cách của từng cái nét cọ với nhau. Lấy ví dụ nhá, mình ở facing này thì đang ở 25% là cái phần mặc định của cái brush này sẽ là facing 25%. Thì khi chúng ta đánh ra thì chúng ta sẽ cảm nhận sự khác biệt nè. Rồi, 25%. Bây giờ chúng ta kéo nó lên 50%. Rồi, mình sẽ kéo lên 90%. Rồi, mình sẽ kéo lên tận khoảng 3000%. Rồi, mình giảm xuống còn lại hàng trăm mấy xem sao. Thì đấy là các bạn hiểu nôm na nó như thế này nè. Thì một cái nét brush liền mạch như thế này á, nó được kết hợp từ nhiều cái cây brush xếp gần nhau, giống như là một khung frame của cái cảnh á. Cái cảnh ở trong phim thì nếu mà frame nó càng càng nhiều cái frame thì cái bộ phim nó sẽ càng mướt, đúng không? Cái nét cũng như là chuyển động của nhân vật nó sẽ càng mềm và sẽ càng đẹp. Nhưng mà khi mà cái số lượng frame ở trên cái khung cảnh đó nó ít đi lại thì cái nét nó sẽ, cái cảnh nó sẽ giật và nó sẽ xem nó không có mướt. Thì cũng giống tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu ở bên phần công cụ spacing cũng vậy. Khi chúng ta bớt cái phần qua bên phải này đi thì cái nét nó sẽ rời ra. Thì cái này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như khi chúng ta vẽ trời sao, hay là vẽ những cái vòng ngọc, chuỗi ngọc, hay chúng ta vẽ những cái nó lặp đi lặp lại ở cái dạng hình tròn, hay là những cái hình khác nhau như thế này, thì nó có thể lặp lại với cái khoảng cách đều đặn như thế này được. Đây là một công cụ khá là hữu dụng nếu các bạn có thể nhớ và ứng dụng được. Thì thông thường thì mình sẽ sử dụng nó ở phần, mình sẽ kéo nó về 1% luôn, thì cái nét nó sẽ sắc gọn như thế này, thì nó sẽ không có tình trạng là bị răng cưa. Khi các bạn, đôi khi các bạn vẽ nó bị răng cưa là do các bạn không để ý cái công cụ spacing như thế này. Thì các bạn có thể về giảm nó về 0.1% thì cái nét các bạn sẽ rất là sắc như thế này. Thì nét nó sẽ sắc, nó không bị lem, nó không bị dơ. Thì ok, thì tiếp theo mình sẽ note tiếp cái công cụ khác để chúng ta có thể làm cái clip này nó ngắn nhất có thể. Rồi, tiếp theo là công cụ chọn màu. Công cụ chọn màu thì các bạn có thể thấy ở đây có hai cái ô này.
Này, cái brush mình đây, mình kéo nó qua đây nha. Hai ô này. Ô thì chúng ta muốn chọn màu thì chúng ta sẽ ấn vào cái ô này. Thì nó sẽ hiện cái bản color picker. Cái bản color mặc định của Photoshop. Thì giờ chúng ta có thể kéo lên và kéo xuống để chọn những cái mảng màu khác nhau. Mình kéo lên trên mảng xanh này, mình chọn xanh hơn, mình chọn đen đi. Chọn qua bên trái, chọn qua màu xám. Thì chúng ta kéo nó lên màu hồng để chọn màu hồng. Kéo lên màu đỏ để chọn màu đỏ, thì mình nhận ok. Thì giờ mình sẽ đánh ra được cái màu đỏ. Rồi, có một cái nốt ở đây nữa là khi chúng ta muốn chuyển đổi từ cái bảng này. Ở đây có hai ô thì chúng ta có thể chuyển đổi qua lại để chúng ta linh động sử dụng cái màu hơn. Thì thông thường cái màu bên dưới này là cái màu background. Thì các bạn để ý nha. Bây giờ mình sẽ khóa cái này lại và mình chuyển nó sang công cụ tẩy. Rồi, mình sẽ tẩy cái phần này đi. Thì nó sẽ ra cái màu background. Khi mà chúng ta khóa cái vùng chọn thì khi tẩy nó sẽ ra cái phần màu background bên dưới này. Rồi, ok. Thì giờ chúng ta sẽ chuyển đổi hai cái ô này bằng cách ấn cho mình vào cái chỗ này này. Có hai cái nét mũi tên để chuyển đổi này, chúng ta có thể ấn. Rồi, ấn. Giờ nó qua đây rồi. Mình ấn, nó qua lại. Ấn, nó qua lại. Thì thay vào đó mình cũng có thể ấn phím tắt ở trên Photoshop. Ở trên bàn phím của mình đó là phím X. Ấn này. Quay. Quay, mình nhầm. Cái phím tắt này là gì? Quên rất tiêu rồi giờ. Mình cài trong máy mình là phím Z rồi. Thì ở trong phím tắt thì các bạn hãy tìm hiểu cái phím tắt của nó. Còn không thì chúng ta sẽ ứng dụng nó trên cái nét mũi tên này luôn ha. Rồi, ok, qua lại thì chúng ta có thể sử dụng linh động cái bảng màu của mình hơn. Còn nếu các bạn muốn chọn màu thì chúng ta ấn vào cái bảng này thì nó sẽ hiện như cái bảng màu và tùy chọn. Chúng ta có thể thoải mái chọn nó. Rồi, mình note một cái phần nhỏ nhỏ nữa đi ha. Là khi chúng ta chọn opacity như lúc nãy mình nói á, là 50% thì chúng ta sẽ ấn phím 5. Phím số 5 thì nó sẽ ra 50%, các bạn để ý này, ở trên này 50%. Thì bây giờ chúng ta muốn chọn lại cái công cụ flow này á, thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ flow bằng phím tắt bằng cách nào. Thì chúng ta sẽ giữ thêm phím shift. Ví dụ như là bình thường mình ấn phím 6 để chọn 60%, thì giờ mình chọn muốn chọn follow 60% thì mình chọn phím shift và số 6 thì nó sẽ chọn follow 60%. Đó là cách chúng ta sử dụng phím tắt. Còn ở đây là cái opacity của cái layer, chúng ta có thể tùy chọn như vậy. Rồi, ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cái làm chủ công cụ brush tròn ở trong Photoshop là như thế. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi hay là comment bên dưới nếu như là cái phần nào các bạn chưa hiểu, hoặc là các bạn muốn mình hướng dẫn nhiều hơn về cái bộ brush căn bản, thì chúng ta có thể làm chủ bước đầu tiên để nhập môn vào background. Thì các bạn có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào một clip khác. Thì đây chỉ là một clip tương đối và sau này mình sẽ hoàn thiện vào nó vào trong những clip về sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và chúng ta hẹn gặp lại trong video mới nhất vào thứ 6 tuần sau 8 giờ tối. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.